Ồ, xe đông quá. Tập trung ở khách sạn. Tiếp theo bạn sẽ còn đâu một tour ra chỗ này thì cũng là con hành chánh ủy ban Long Xuyên cơ quan của tỉnh ủy ban tỉnh mấy cơ quan của tỉnh. Nó tập trung đổ về Hồ Nguyễn Du rất là đông. Không ai hái chở con cái gì chơi hết, toàn là người lớn không à. Cũng có mệt. Đó,
thiếu nhi tết cho người lớn. Tết người lớn thì nghèo. Dòng xây tượng đài bông lúa.